Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của MAXHOME. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được MAXHOME thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Nam, địa điểm là tại Phủ Lý Hà Nam. Đây là công trình mà sắp tới MAXHOME sẽ thi công trọn gói công trình này tại Phủ Lý Hà Nam. Nếu như bạn nào gần khu vực thi công, các bạn có thể qua trực tiếp xem qua cái quá trình tiến độ cũng như thế là cái chất lượng mà MAXHOME đang thi công trọn gói. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ MAXHOME. MAXHOME là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công trọn gói nó sẽ là một trong những cái xu hướng tất yếu của thời đại. Bởi vì các nước phát triển hay là Hà Nội hay là Sài Gòn người ta đã làm cách đây quá là lâu rồi. Và ngày nay cái nhu cầu thi công trọn gói nó đang lan tỏa ra toàn đất nước Việt Nam chúng ta. Dĩ nhiên là khi mà xã hội ngày càng đi lên thì cái xu thế đấy sẽ được mọi người đón nhận. Bởi vì các bạn đã biết rồi, thi công một công trình bắt buộc chúng ta phải có thiết kế, phải có cấp phép và phải có những người có chuyên môn như thế là kỹ sư, kiến trúc sư, người ta có tay nghề, người ta đã làm chuyên ngành lĩnh vực đó thì bao giờ công trình của chúng ta hình thành nên nó cũng sẽ đẹp và chất lượng. Bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn liên hệ qua hai số hotline chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Các bạn sự khác nhau giữa MAXHOME và các đơn vị khác thì các bạn dễ nhận ra rằng kể cả là nửa đêm 2-3 giờ sáng các bạn gọi tới vẫn có nhân viên túc trực để hỗ trợ quý khách hàng. Nếu như bạn nào muốn xem lại video hay các mẫu nhà đẹp, các bạn có thể vào website của chúng tôi là maxhomevn.vn. Trên này MAXHOME đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ như chương trình đặt cọc xây nhà để hưởng chiết khấu ưu đãi. Ví dụ như thời điểm hiện tại chúng ta đặt cọc trước, chúng ta ký hợp đồng trước thì bao giờ giá vật liệu xuống thì chúng tôi cũng sẽ chiết khấu cho quý khách hàng một phần. Phần thứ hai là chúng tôi sẽ đưa biên độ lợi nhuận về công ty. Chương trình thứ hai mà MAXHOME đang áp dụng, đang chạy đây là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cái này thì cũng chỉ một mình MAXHOME mới có đầy đủ năng lực để làm thôi. Chúng tôi hỗ trợ vay vốn ngân hàng ở trên toàn quốc, tức là các bạn ở bất kỳ tỉnh thành nào nếu như ký hợp đồng thi công trọn gói với MAXHOME thì đều được hỗ trợ cái phần tiền mà chúng ta muốn vay vốn đó. Dĩ nhiên là vay vốn thì các bạn có thể thanh toán cả gốc cả lãi theo hàng tháng, hàng quý hoặc là hàng năm, theo cái thỏa thuận giữa quý khách hàng và công ty hay là giữa khách hàng và bên ngân hàng. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, các bạn thấy đây là một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật rất là đẹp và rất là hiện đại. Nhìn sơ qua thì chúng ta đánh giá được đây là một công trình mái Nhật được thiết kế theo cái gam màu lạnh. Thế thì vì sao chúng ta lại nhận biết được nhiều đến như vậy? Thì nếu như các bạn đã thường xuyên theo dõi các video của tôi thì các bạn sẽ dễ dàng chúng ta biết được những cái điều đó. Thứ nhất là chúng ta phải phân biệt được cái mái Nhật và mái Thái. Mái Thái thì chúng ta thấy có phần xây đốc thu hồi, và sau đấy chúng ta chỉ việc lập vì kèo thôi và dán ngói lên. Còn lại mái Nhật thì các bạn thấy là chúng ta không có phần xây đốc thu hồi mà chúng ta chỉ đổ bê tông phần nằm ngang theo cái diện phương ngang. Sau đấy chúng ta sẽ lập vì kèo và dán ngói lên trên. Đấy là hai cái điểm đặc biệt khác nhau nhất giữa mỗi phần mái Thái và phần mái Nhật. Thứ hai là về cái gam màu. Gam màu thì trong thiết kế công trình chúng ta chia ra làm 3 cái gam màu. Thứ nhất là gam màu lạnh, như công trình này chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào gam màu lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì tổng thể công trình chúng ta không thấy có bất kỳ màu đỏ, màu cam, màu vàng nào. Cái thứ hai là cái gam màu nóng. Gam màu nóng thì các bạn thường thấy là chính là những cái gam màu rực rỡ như tôi vừa liệt kê. Và cái thứ ba là gam màu trung tính. Gam màu trung tính thì chỉ gồm duy nhất hai màu trắng và đen thôi. Cái đặc thù riêng của màu trung tính ấy, thì nó lại có thể kết hợp với lại gam màu lạnh, hoặc là nó cũng có thể kết hợp với gam màu nóng rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên nếu như trong một công trình mà các bạn kết hợp giữa gam màu nóng đi với gam màu lạnh thì các bạn sẽ thấy nó rất là chói mắt, nói thực ra là nó không phù hợp. Đấy. Về cái phần thứ ba là cái phần phân bố tỷ lệ màu trên một công trình. Như các bạn đã biết rồi, chúng ta sẽ chia bố cục tỷ lệ màu bằng cách là gì ạ? 65 đến 70% sẽ là gam màu chủ đạo, trong đây chính là gam màu trắng. Còn lại 25 đến 30% là cái gam màu phụ đạo, trong đây chính là cái phần màu mái. 5 đến 10% là cái gam màu điểm nhấn. Như trong công trình này chúng ta có thể thấy là cái phần cửa chính hay là những cái phần lá cây, những cái phần cây cạnh bên ngoài là nó thuộc cái phần gam màu điểm nhấn. Công trình này chúng tôi sử dụng cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi, đơn giá của nó có trên thị trường nó là 2.300.000 đến 2.400.000 một mét vuông. Cái thứ hai là cửa nhôm hệ sinh pha. Dòng nhôm hệ này thì thường chúng ta có rất nhiều loại nhưng mà chủ yếu tại Việt Nam chúng ta đang sử dụng chính là nhôm hệ sinh pha và nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều dòng, ví dụ như dòng PMA hay là dòng Aero Window, đó là những cái dòng cao cấp hơn. Đấy. Cái phần phía trước sân chơi thì chúng tôi làm một cái phần lanh bê tông. Cái này thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều chất liệu, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng thép hồng, chúng ta có thể sử dụng là chất liệu ngoài trời. Nhưng mà tôi khuyên các bạn nếu để bền và đẹp thì chúng ta nên sử dụng những cái thanh lam bê tông. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi sâu vào trong chi tiết công trình này. Thì trước hết chúng ta sẽ xem đến cái hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của hạng mục kiến trúc. Thì trong một công trình bao giờ chúng ta cũng chia ra đầy đủ các bộ phận. Thứ nhất là về cái phần phô cảnh 3D ngoại thất. Thứ hai là về cái phần hồ sơ kiến trúc. Thứ ba là về cái phần phong thủy trong công trình. Thứ tư là về cái phần kết cấu. Thứ năm là về hồ sơ điện nước. Và thứ sáu là bóc tách dự toán. Ngoài ra nếu có nhiều nhà người ta thường làm thêm một bộ hồ sơ, đấy chính là hồ sơ nội thất. Đấy, thì các bạn lưu ý để chúng ta có đầy đủ các bộ hồ sơ thì chúng ta thi công công trình nó mới chính xác và mới đẹp được. Trước khi xem qua bộ hồ sơ kiến trúc thì các bạn nên xem qua cái phần phụ lục bản vẽ. Phụ lục bản vẽ nó sẽ thống kê sơ lược hóa cho chúng ta biết được là trong một bộ hồ sơ bản vẽ dày như vậy thì chúng ta nên quan tâm đến những hạng mục nào chính. Như trong cái phần phụ lục này thì chúng ta sẽ để ý đến những cái phần mặt bằng, phần mặt đứng, phần mặt cắt, phần chi tiết cửa chính, cửa đi và phần bóc tách cái phần nhà vệ sinh. Đấy là một trong những 4 cái phần hạng mục quan trọng mà tôi nhấn mạnh cho quý vị và các bạn để chúng ta xem qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua phần mặt bằng. Đầu tiên là mặt bằng tầng 1. Thì chúng ta để ý đến cái kích thước chiều dài và chiều rộng. Công trình này với cái chiều rộng là 13,5 m nhân với lại một chiều là 8,68 m. Như vậy là cái diện tích sử dụng của công trình này nó rơi vào tầm 120 m². Với 120 m² như thế này, chúng ta sẽ bố trí gồm một phòng khách, một phòng thờ, một khu vực bếp và phòng ăn, một phòng ngủ và một khu vực công trình phụ. Xem qua phần mặt bằng này thì các bạn đã thấy chúng ta có một cái phần nó chưa được chính xác lắm. Thứ nhất là công trình này đang thiếu một cái lối cửa phụ. Đấy, các bạn để ý nhá. Trong một công trình đã xác định là công trình nhà vườn thì các bạn phải ưu tiên cho tôi là gì ạ? Ít nhất phải có 2 lối tiếp cận. Thì với công trình này chúng ta có thể bố trí thêm một lối tiếp cận tại cái khu vực cửa sổ ở đây, hoặc là tại khu vực cửa sổ ở phía sau này. Thì như vậy thì công trình chúng ta mới có thể đẹp được. Và theo cái tâm linh hay là theo cái nguyên lý thiết kế thì bao giờ một lối cửa vào cũng phải có thêm một lối cửa ra. Đấy là cái việc mà bố trí công năng trong một cái phần mặt bằng. Thì riêng cái phần này thì tôi sẽ tư vấn cho chủ nhà để mở thêm một lối đi ra ngoài. Có thể chúng ta mở cái lối ở đây, hoặc là chúng ta mở thêm cái lối ở đây đều được các bạn nhé. Công trình này được thiết kế với hệ 5 cấp như thế này là khá là được rồi. 5 cấp đối với lại những ngôi nhà vườn thì hình khối nó sẽ rất là đẹp khi lên thực tế. Cái đặc biệt thứ hai trong cái phần thiết kế mặt bằng là các bạn phải để ý cho tôi là chúng ta phải mở rộng tối đa cái phần cửa sổ và cửa đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái không gian ở tại các vùng quê nó khác so lại thành thị. Nếu như tại thành thị thì chúng ta lại ưu tiên cho cái việc xây tường, chúng ta chỉ chăm chú đến cái việc mặt tiền thôi. Nhưng ngược lại cái phần thiết kế và thi công tại nhà quê, tại những cái vùng đất rộng thì các bạn phải ưu tiên mở cho tôi cái phần diện tích cửa sổ nó thật là lớn. Mục đích là gì? Mục đích chúng ta sẽ đưa được thật nhiều ánh sáng và gió vào trong nhà, mang thật nhiều năng lượng vào trong cái phần công trình của chúng ta. Lên trên tầng 2 nào. Trên tầng 2 thì các bạn thấy là chúng ta sẽ bố trí được 3 phòng ngủ, 3 phòng. Trong đấy có 2 nhà vệ sinh, một khu vực sân phơi và một khu vực sân chơi. Trên này thì chúng ta vẫn đang thiếu một phòng gì ạ? Chúng ta đang thiếu một phòng nhà vệ sinh khép kín. Bởi vì cái nguyên tắc thiết kế của chúng ta là các bạn đã biết rồi, 2 phòng ngủ thì phải cần tối thiểu 1 nhà vệ sinh, và 3 phòng ngủ thì các bạn phải cần tối thiểu 2 nhà vệ sinh. Nếu như trong công năng ngôi nhà như thế này thì nếu là tôi thì tôi sẽ bố trí cái phòng với cấp C2 này, chúng ta có cái phần cửa chúng ta chỗ vào trong cái khu vực phòng 04. Và cái phòng 8 này chúng ta sẽ dành riêng cho cái việc sử dụng cho hai phòng 03 và phòng 02, thì các bạn sẽ thấy nó hợp lý hơn rất là nhiều. Khu vực sân phơi ở phía sau này được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nên ưu tiên những khu vực sân phơi ở tại những khu khuất phía sau công trình. Đấy, các bạn để ý như vậy. Còn lại phía trước sân chơi thì các bạn ưu tiên là chúng ta nên có cái diện tích nó rộng, kê vừa cái bộ bàn ghế. Thì buổi sáng chúng ta có thể ngồi trên đây uống trà, nhâm nhi ly cà phê, trò chuyện cùng với nhau. Hay là chúng ta tổ chức những buổi tiệc nhỏ nướng BBQ, chúng ta có thể ngồi nhâm nhi ly rượu vang cùng với nhau trên khu vực sân chơi này. Sẽ rất là đẹp và rất là thơ mộng. Còn lại chúng ta quan trọng trong cái bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc này chính là phần mặt đứng và phần mặt cắt. Đây chính là phần mặt đứng. Vì sao phần mặt đứng lại quan trọng mà tôi đã nhấn mạnh cho quý vị các bạn rất là nhiều rồi? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ biết được cái cao độ của từng phần. Ví dụ như trong cái phần bản vẽ này thì các bạn sẽ thấy là cái phần đế chúng ta đang cao là 750. Thứ hai là cái phần thông thủy của công trình, từ dưới tầng 1 chúng ta đang để là 39, ở trên tầng 2 chúng ta đang đặt là 36. Thì như vậy cái diện tích và cái kích thước chiều cao của công trình này bố trí như vậy là khá là phù hợp rồi. Ngoài ra công trình chúng ta sẽ có 4 cái phần mặt đứng, thì chúng ta sẽ thấy được bao quát xung quanh 4 phần mặt tiền. Tiếp theo đấy chúng ta sẽ xem qua hai cái phần bản vẽ về mặt cắt. Trong cái phần mặt cắt thì các bạn sẽ dễ dàng chúng ta thấy được, bởi vì sao? Bởi vì cái phần mặt đứng nó là cái phần trang trí của một ngôi nhà bên ngoài, còn lại cái phần mặt cắt nó lại là cái phần yếu tố của công trình ở bên trong. Tức là chúng ta sẽ thấy được cái độ dày của dầm, độ dày của cột hay là những cái bán thang, thì từ đấy chúng ta sẽ hình dung ra được. Bởi vì chúng ta chưa bóc ra bên trong được, các bạn sẽ không biết được là bên trong chúng ta là có bao nhiêu những cái hệ cột, hệ dầm và cái chiều cao của nó là như thế nào. Tương tự đối với lại mặt cắt còn lại. Và cái cuối cùng trong cái bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc các bạn phải để ý đấy chính là cái phần chi tiết về cửa chính và cửa đi. Vì sao nó là quan trọng thì chắc có lẽ là tôi không phải nhấn mạnh lại trong cái video lần này. Các bạn biết rồi, cái phần cửa theo cái quan niệm nó chính là cái mang cái phần tài lộc, mang cái phần vượng khí của gia chủ khi mà chúng ta đưa từ bên ngoài vào nhà. Bởi vậy cái phần kích thước của cửa chính bao giờ nó là một trong những cái phần quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải phụ thuộc vào cái kích thước lỗ ban. Thì kích thước lỗ ban thì tôi đã nói cho quý vị và các bạn rất nhiều trong các video lần trước rồi. Chúng ta chỉ việc lên Google. Thời đại ngày nay là thời đại 4.0, tất cả mọi thứ kiến thức nó đều có trên mạng xã hội. Các bạn chỉ cần lên Google, các bạn search là thước lỗ ban ra một cái thôi thì nó sẽ ra ngay cho chúng ta được 3 loại thước lỗ ban đặc thù. Thì trong đấy các bạn chỉ cần quan tâm như tôi đến cái kích thước lỗ ban 52.2. Đây gọi là cái kích thước chuyên đo về cái khoảng thông thủy của cửa sổ, cửa đi và cửa chính. Thì trong cái nhà mình thì đặc biệt các bạn phải quan tâm đến cho tôi là cái yếu tố kích thước của cửa chính. Và cái thước lỗ ban này nó có cái hay là gì ạ? Là chúng ta không đo phủ bì mà các bạn phải đo lọt lòng. Tức là cái phần chúng ta đo cái phần lọt sáng, lọt khe đấy. Thì đó mới chính là cái phần kích thước phong thủy của một ngôi nhà. Thì cách đo như thế nào? Các bạn chỉ cần nhập thông số lên cái ô màu vàng ở trên này thôi. Các bạn sẽ kiểm tra qua được rất là nhanh. Ví dụ như 1m650, chúng ta sẽ rơi vào cái cung gọi là hiểm họa. Đây gọi là cung đen. Thì các bạn nên hiệu chỉnh lên một chút để nó vào cái cung quý nhân. Đấy, thì nó rơi vào cung đỏ. Như vậy là được rồi. Tương tự đối với lại những cái phần cửa đi, cửa thông phòng. Đấy, chúng ta cũng nên kiểm tra qua. Bởi vì là một ngôi nhà, chúng ta nên tín một chút, chúng ta nên tâm linh một chút, thì bao giờ sau này cuộc sống của chúng ta nó sẽ trở nên thoải mái hơn. Đấy. Hồ sơ thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả đây chính là cái phần hồ sơ về kỹ thuật thi công. Đây chính là phần hồ sơ về kết cấu. Vì sao nó lại quan trọng thì tôi đã nhấn mạnh các bạn rồi. Phần kiến trúc nó là một phần, nhưng ngược lại cái phần mà đảm bảo tải trọng công trình hay là cái phần mà liên quan đến yếu tố an toàn, liên quan đến kỹ thuật thi công, nó lại chính là phần hồ sơ bản vẽ kết cấu. Thì trong cái phần bản vẽ kết cấu này các bạn lưu ý là chúng ta có rất nhiều những cái hạng mục mà chúng ta phải quan tâm. Nhưng mà các bạn chỉ cần quan tâm để ý cho tôi đến cái hạng mục đầu tiên. Đấy chính là cái xác định phần móng của công trình này sử dụng là hạng mục móng gì. Như công trình này chúng tôi đang sử dụng là hệ móng băng. Móng băng này chỉ áp dụng dựa trên cái nền đất liền thổ, đất lâu năm. Đấy, còn lại chúng ta có hai loại móng khác, đấy chính là móng cốc. Móng cốc thì các bạn sẽ xây dựng trên cái nền đất sỏi, đất đồi. Còn lại móng ép cọc các bạn sử dụng trên cái nền đất yếu, đất ruộng, đất đầm lầy. Phần thứ hai trong cái bộ hồ sơ kết cấu này chính là những cái phần thống kê về sắt thép. Các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta có một bộ hồ sơ cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác, chúng ta sẽ có được cái bảng thống kê này rất là chi tiết và rõ ràng. Ví dụ như thép phi 6 là bao nhiêu, đấy, chiều dài là bao nhiêu, thép phi 8, phi 12, phi 18 là bao nhiêu. Nó thể hiện rõ ràng và chính xác trong cái bảng thống kê này. Và phần thứ ba quan trọng trong bất kỳ một ngôi nhà vườn nào đấy chính là cái phần kết cấu của phần hệ mái. Thì kết cấu của phần hệ mái tôi đã nhấn mạnh các bạn rất là nhiều rồi. Thì chúng ta có nhiều cái phương án thi công. Đặc biệt đấy chính là cái phương án mà chúng ta đổ bê tông bãi bằng, sau đấy chúng ta sẽ lợp vì kèo và dán ngói. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ không đổ bê tông, thì phương án này nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được tầm khoảng 100 triệu. Đấy, bao gồm là gì ạ? Là nhân công, là vật tư, là bê tông tươi, là sắt thép. Còn lại phương án thứ ba là các bạn sẽ đổ bê tông phần mái vát, phần mái chéo đó. Thì cái phương án này thì chi phí nó rất là cao, nên tôi khuyên các bạn là chúng ta cũng không nên làm theo cái phương án như vậy. Trừ khi là chúng ta làm dự án hay là chúng ta làm những công trình biệt thự, biệt phủ thì chúng ta phải cần cái sự cầu kỳ, cần cái sự nhiều tiền đến như vậy. Tiếp tục trong các bộ hồ sơ còn lại, các bạn thấy là một bộ hồ sơ nó có rất nhiều những bản vẽ chi tiết đi kèm, nên chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta lướt qua được từng bộ. Bởi vì mỗi một bộ hồ sơ nó lại gồm hàng trăm hạng mục, hàng vài trăm bản vẽ, thế nên là chúng ta chỉ lướt qua những hạng mục nào chính thôi. Đấy, các bạn thấy đấy, toàn bộ sắt thép chúng ta có hết, phi bao nhiêu, cách đan như thế nào, cách thi công ra làm sao. Thì những người thợ, những người chủ nhà khi mà làm việc với những bộ hồ sơ bản vẽ của MAXHOME người ta rất là thích, bởi vì nó chi tiết, khoa học và nó chính xác. Phần cuối cùng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đấy chính là cái phần về dự toán công trình. Thì trước khi vào dự toán chúng ta nên xem qua phần 3D bóc tách mái qua một chút thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây là cái phần sảnh chính đi vào này. Đi vào thì chúng ta sẽ thấy cái khu vực ban thờ. Bên tay phải chúng ta đấy chính là khu vực phòng tiếp khách. Đi vào sâu bên trong đấy chính là chúng ta đi lên cầu thang, khu vực phòng bếp. Chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ dành cho ông bà ở phía dưới tầng 1 và khu vực nhà vệ sinh. Lên trên tầng 2 thì các bạn thấy chúng ta có 3 phòng, trong đấy có khu vực nhà vệ sinh, khu vực sân chơi ở phía trước, khu vực sân phơi phía sau. Sân phơi thì chúng ta nhớ làm chuồng cọp đấy để chúng ta đảm bảo an toàn. Thực ra là những ngôi nhà ở quê thì chúng ta nên để thông thoáng, đấy bao giờ nó cũng thoải mái hơn. Bây giờ cuối cùng là tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái phần bóc tách dự toán chi tiết công trình này. Thì trong cái phần dự toán này các bạn quan tâm cho tôi đến cái mục đầu tiên, đấy chính là cái phần thống kê chi tiết chi phí xây dựng. Thì trong này nó gồm 10 phần. Tổng thể công trình này là nó rơi vào 1.361.436.000 đồng. Trong đấy chúng ta gồm là cái công tác chuẩn bị thi công đơn giá là 1 triệu đồng. Trong cái đơn giá này chúng tôi sẽ bao gồm là làm biển bạt, lán trại, nước nôi cho thợ. Thứ hai là chi phí vật tư xây dựng phần thô là 436.761.807 đồng. Thứ ba là chi phí nhân công xây dựng, thì riêng cái phần nhân công xây dựng thì chúng ta sẽ nghiệm thu theo cái phần bê tông đua thực tế, chứ không phải chúng ta tính theo phần diện tích sử dụng các bạn nhé. Đơn giá tại Hà Nam chúng ta đang làm đây là 1.150.000 đấy. Thứ tư là chi phí nhân công phần mái, xây tường be, chi phí nhân công hàn vì kèo và viết ngói. Thứ năm là chi phí xây dựng phần hoàn thiện. Thứ sáu là chi phí vật tư điện nước. Thứ bảy là chi phí nhân công điện nước. Thứ tám là chi phí phần mái. Ở công trình này chúng tôi sử dụng là thép hầu hỏa phát, ngói primer. Vật tư và vật liệu nhân công chúng ta sẽ nghiệm thu theo thực tế. Thứ chín là chi phí quản lý. Thì tùy thuộc vào cái độ xa gần, cái độ khó dễ của mỗi công trình chúng ta sẽ dao động từ 3 đến 5%. Thứ 10 là miễn phí thiết kế. Thì tất cả các bộ hồ sơ mà đã làm hồ sơ thiết kế, ký đặt cọc với lại MAXHOME thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đấy, đi sâu ở bên trong thì chúng ta sẽ có cái phần bóc tách chi tiết. Thì chúng ta sẽ có ví dụ như đào móng công trình là bao nhiêu này, khối lượng đào như thế nào để có hết. Bởi vì cái này là máy móc nó tính toán nên các bạn sẽ không lo cái việc thứ nhất là sai số, thứ hai là phát sinh, và cái thứ ba là đơn giá nó chính xác. Chúng ta không phải lo cái vấn đề ví dụ như làm một công trình 1 tỷ thì sau này ra thực tế nó 2 tỷ. Đấy là cái mà chúng ta đã va vấp rất là nhiều rồi. Nhưng tuy nhiên khi làm trọn gói thì các bạn sẽ biết được, các bạn sẽ sơ lược hóa được và các bạn sẽ hình dung một cách tổng thể được. Thì các bạn thấy đây, máy móc nó tính toán rất là kỹ càng, chính xác, gần như là tuyệt đối. Đấy, gần như là tuyệt đối. Trong cái phần vật tư điện nước cũng vậy. Đây các bạn thấy đây, toàn bộ nó rất rõ ràng và chi tiết. Ví dụ ống lạnh, ống nước, măng sông, cồn thu bao nhiêu, nó rõ ràng và chính xác. Video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Như vậy tôi đã giới thiệu các bạn một bộ hồ sơ thiết kế chi tiết của gia đình nhà anh Nam, địa điểm là tại Hà Nam. Công trình này được MAXHOME thi công trọn gói với cái tổng mức đầu tư là 1,3 tỷ đồng, nó hơn 1,3 tỷ đồng một chút. Video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.